Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 giữa Mỹ và Hà Lan diễn ra đúng như nhận định của giới phân tích. Trước một tuyển Mỹ hừng hực khí thế, Hà Lan chọn cách chơi chậm chắc. Trong hiệp 1, ngay phút thứ 10, Depay đã mở tỷ số sau pha kiến tạo của Denzel Dumfries. Với lợi thế sớm, Hà Lan thi đấu chủ động, không để đối phương gây sức ép nhiều. Ngay trước khi hiệp 1 kết thúc, tỷ số được nâng lên 2-0 cho Hà Lan bằng pha lập công của Daley Blind. Sau khi có khoảng cách an toàn, Hà Lan tập trung cho thế trận phòng ngự trong hiệp 2. Mặc dù vậy, họ đã để Mỹ rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ở phút 76 sau khi Pulisic tạt bóng để Wright ghi bàn. Tưởng như bàn thắng rút ngắn tỷ số sẽ thúc đẩy tinh thần của đội tuyển Mỹ, nhưng một lần nữa, Dumfries lại làm đối thủ thất vọng. Phút 81, Blind tạo cơ hội để Dumfries lập công nâng tỷ số 3-1 cho Hà Lan. Chung cuộc, Hà Lan thắng Mỹ 3-1 với các pha lập công của Depay, Blind và Dumfries. Đội bóng của huấn luyện viên Louis van Gaal là đội đầu tiên vào chơi vòng tứ kết. Các cầu thủ chơi rất tốt, thực tình cũng phải nói đội Mỹ chơi tốt, một trận đấu hay. Không khí tuyệt vời, đội tuyển Mỹ chơi rất tốt. Tôi thấy tiếc cho họ nhưng mừng cho Hà Lan vì họ đã có được chiến thắng. Với việc chỉ có được 2 ngày nghỉ sau lượt đấu cuối cùng của vòng bảng, Argentina nhập cuộc trong trận đấu với Australia ở vòng 1/8 bằng sự thận trọng. Trong một tình huống đập nhả đẹp mắt ở phút thứ 35, Argentina đã có bàn thắng. Người ghi bàn là Messi trong khi người kiến tạo là Otamendi. Phút 57 trong một tình huống pressing, Rodrigo De Paul đã gây khó khăn cho các hậu vệ Australia, dẫn tới tình huống chuyền lỗi của thủ môn Matthew Ryan. Ngay sau đó, Alvarez đã tận dụng cơ hội để ghi bàn thắng thứ hai cho Argentina. Tưởng như có tỷ số vừa đủ để hướng tới trận thắng, Argentina bất ngờ để Australia rút ngắn tỷ số ở phút thứ 77 trong tình huống bóng đập chân của Fernandes đi vào lưới. Trong những phút cuối, cả hai đội đều có thêm các cơ hội, tuy nhiên tỷ số chung cuộc là 2-1 cho Argentina. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đội Argentina và Australia vang lên, với chiến thắng nghiêng về phía các vũ công tango, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng. Tôi đã xem một trận đấu nhiều cảm xúc, tôi rất có niềm tin chúng tôi sẽ giành chiến thắng, thật tuyệt vời. Không còn nghi ngờ gì nữa, cầu thủ xuất sắc nhất là Messi vì những gì anh ấy đã thể hiện. Với chiến thắng này, Argentina sẽ gặp Hà Lan trong vòng tứ kết.